Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nghi lễ thắp sáng 25 ngọn nến để đánh dấu mốc son ICT tròn 25 tuổi. Và ngay sau đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu ban lãnh đạo công ty ICT và các vị khách quý để thực hiện nghi lễ thắp nến trang trọng và ý nghĩa này. For the opening of the ceremony, we will witness the most meaningful and important ceremony, the candle lighting ceremony for ICT's 25 years old birthday. We would like to invite onto the stage the ICT Board of Directors and all our guests of honor to perform the candle lighting ceremony. Dear distinguished guests, on the stage are 25 faces representing ICT Board of Directors, representing workers who have worked at ICT for over 15 years, and representing ICT's loyal customers and friends. Together, let us perform the solemn candle lighting ceremony to start the celebration of ICT's 25th anniversary. The candle lighting ceremony is now officially commenced. Disappear.
bắt đầu. Để chúc mừng ICT cho would like to warmly welcome and thank all delegates, guests of
honor, parents, friends and their families to be here to celebrate ICT's 25th anniversary ceremony. Buổi lễ kỷ niệm 25 năm thành lập công ty ICT với mục đích tri ân đến tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng ICT trong suốt thời gian vừa qua. Và đó cũng là để cùng nhau nhìn lại một hành trình đầy thách thức và thành công của ICT. Đây cũng chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Dear distinguished guests, the 25th anniversary ceremony aims to honor and to recognize the great and continuous contribution of all of you and our ICT employees throughout the past 25 years. It is also an opportunity for us to look back on a journey full of challenges and successes for ICT. That is indeed the reason for today's ceremony. Kính thưa quý vị, đến tham dự buổi lễ kỷ niệm 25 năm thành lập công ty ICT là sự hiện diện của các quý khách hàng thân thiết, các đối tác và các nhà cung cấp chiến lược, toàn thể cán bộ công nhân viên ICT và gia đình, các nghệ sĩ và bạn bè thân thiết của ICT, những người đã sát cánh, kề vai, đồng hành cùng ICT trong suốt thời gian vừa qua, đã cùng nhau trải qua rất nhiều gian truân, thăng trầm, dông bão của thương trường để có được ICT như ngày hôm nay. ICT nằm trong top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam liên tục trong suốt 15 năm qua. Attending the 25th anniversary ceremony of ICT today, we are honored to have the presence of our valued loyal customer, strategic partners and suppliers, all ICT's employees and their families, as well as the artists and close friend of ICT. These are the individuals who have stood by, shoulder to shoulder, years by years, accompanying ICT throughout the past 25 years. Through so many ups and downs, sorrow and joyful memories to achieve the ICT success. With this great support and contribution, ICT has been consistently ranked among top 500 largest private enterprise in Vietnam for the past 15 years. Thưa quý vị, chúng tôi xin kính mời ông Tạ Thanh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của công ty lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Ladies and gentlemen, we respectfully invite Mr. Tạ Thanh Xuân, Chairman and General Director of ICT, deliver the opening speech. Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ công nhân viên và gia đình công ty ICT. Ngày 1 tháng 3 năm 1999, cách đây 25 năm, công ty ICT được thành lập. 25 năm có thể là một khoảng thời gian không dài đối với một doanh nghiệp. Nhưng với những con người đã đồng hành cùng ICT thì đây là một khoảng thời gian không thể ngắn và rất quý giá với mỗi con người. Dear our guests of honor, esteemed colleagues and ICT employees and your family, on the first March of 1999, 25 years ago, ICT company was founded. 25 years may not a long time for a business, but for those who have a company alongside ICT, it is also not a short period of significant and value to the individual. Để tri ân toàn bộ cán bộ công nhân viên ICT, để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến tất cả các đối tác, khách hàng, bạn bè trong và ngoài nước, hôm nay, công ty ICT long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập công ty tại khách sạn W Sentosa Singapore. Đề nghị toàn thể hội trường cùng đồng nhiệt vỗ tay để chào đón sự hiện diện của các vị khách quý, các đối tác, bạn bè trong và ngoài nước của ICT, toàn thể cán bộ công nhân viên ICT và gia đình, các nghệ sĩ, ca sĩ và bạn bè thân thiết của ICT. Friend and both domestic and international, to
Today, ICT celebrates the 25th anniversary at W Hotel in Singapore. Therefore, I would like everyone in the audience to warmly applaud the present our guest of honor, our partner of ICT, as well as ICT employee and their family, the artist, singer, close friend of ICT. Tôi xin thay mặt Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quốc tế ICT chân thành cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị đã đến tham dự lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập ICT. Chúng tôi cũng vô cùng cảm kích và cảm ơn sự nhiệt tình, hỗ trợ, giúp đỡ việc chuẩn bị và tổ chức sự kiện tại Singapore của Công ty Maxwell và bà Helen, giám đốc công ty, người bạn đã đồng hành và chung thủy cùng ICT hơn 25 năm qua. Đặc biệt, tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến toàn thể cán bộ công nhân viên ICT, những người đã đồng hành và sát cánh cùng tôi tạo dựng lên ICT lớn mạnh như ngày hôm nay. On behalf of International Construction and Trading Corporation ICT, I sincerely thank and warmly welcome all of you to attend the 25th anniversary ceremony of ICT. We are deeply grateful for the kindness, support, assistances in holding this event in Singapore provided by Pacific Well Company and especially Ms. Helen, the company director. Ms. Helen and Pacific Well Company have been faithful companions with ICT for over 25 years. In particular, I would like to express my gratitude to all ICT employees, those who have stood by me, working tirelessly to build ICT become a strong company today. Nhân dịp này, tôi xin được gửi lời chúc sức khỏe, chúc phúc đến tất cả các quý vị và các bạn có mặt ngày hôm nay. Chúc cho mối quan hệ đối tác, bạn bè, nhân duyên giữa chúng ta ngày càng phát triển bền chặt, thành công và thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn. On this occasion, I also would like to give my best wishes for health and happiness to all of us today. May our partnership, friendship and connection continue to flourish and lead to many more success in the future. Thank you and have a good one. Thank you very much. Điểm mở đầu chương trình ca nhạc đặc biệt này, chúng ta cùng đến với tác phẩm Hello Việt Nam, sáng tác Mark Lavon, do nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh và túc múa công ty ICT trình bày. We'd like to introduce a performance named Hello Vietnam, composed by Mark Lavon, performed by saxophonist Lê Duy Mạnh and ICT staffs. Thank you.
qua phần hòa tấu của nghệ sĩ saxophone Trịnh Văn Xếp và nghệ sĩ violon Hiền An. Thank you.
Và ngay sau đây, chúng tôi xin kính mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe ca khúc Brown Hill, sáng tác nhạc sĩ Fiona Phong qua phần trình bày của Thùy Linh, nhân viên công ty ICT và biên đạo múa Hồng Anh. We are pleased to invite all of you to enjoy the song Proud You, composed by Fiona Phong, performed by Thùy Linh, ICT staff and choreographer Hồng Anh. Your eyes seem to silence by my side, going
chưa đắng vui cho bao tâm hồn. Rồi giận dịu mùa xuân theo em về. Người mẹ nhìn đàn con nay đã về. Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên. Nước mắt trên vai anh, giọt sơi ấm đôi vai anh. Niềm vui phút giây như đang lòng lại. Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên. Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm. Từ đây người biết quê hương, từ đây người biết thương người, từ đây người biết yêu người. Giờ dần dịu mùa xuân theo em về. Nay đã về mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu. Vẫn khói bay trên sông, gà đang gáy chưa bên sông. Một chiều nắng thôi hôm nay mênh mông. Xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên. Với khói bay trên sông, gà đang gáy chưa bên sông. Một chiều nắng vui cho bao tâm hồn. Rồi giấc dịu mùa xuân theo em về. Người mẹ nhìn đàn con nay đã về. Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên. Nước mắt trên vai anh, giọt sương ấm đôi vai anh. Niềm vui phút giây như đang lòng lại. Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên. Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm. Xuân mơ ước ấy xưa có về đâu. Vẫn khói bay trên sông, gà đang gáy chưa bên sông. Một chiều nắng thôi hôm nay.
cùng bên nhau mai sau là điều ước muốn lớn nhất. Đó cũng là thông điệp ICT muốn gửi gắm đến tất cả các quý vị. Và ngay sau đây, chúng tôi xin trân trọng mời các quý vị cùng thưởng thức ca khúc It's You, sáng tác nhạc sĩ Mộc Nhiên qua phần biểu diễn của nghệ sĩ violon Hiền An. Coming onto the stage is the beautiful melody from our violinist Hiền An with her song It's You, a composer Mộc Nhiên.
White, sáng tác nhạc sĩ Louis Guy với tiết tấu cha 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 vui nhộn do nghệ sĩ saxophone Trịnh Văn Xếp trình bày. Following the program is the ballroom dance melody in Cherry Pink and Apple Blossom White that bring us a breath of fresh air. Composed by artist Louis Guy, performed by saxophonist Trịnh Văn Xếp. Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Bước ra năm tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ bé đã quên. Giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn, đừng lo lắng, cười lên. Và gió hoa tan cây, hoa trong tiếng trẻ thơ đùa vui cười.
xanh tươi sang Việt Nam ơi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe răng phố hòa một niềm tin gieo ca ô. Từ nơi đảo xa mênh mông sông về nơi đồi cao bay mây trắng một vòng tay nối tròn Việt Nam. Niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Xanh tươi sang Việt Nam ơi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe răng phố hòa một niềm tin gieo ca hô. Từ nơi đảo xa mênh mông sông về nơi đồi cao bay mây trắng một vòng tay nối tròn Việt Nam. Bao la đất trời quê hương xanh ngời sẽ tay đón nắng mai cười trong mắt. Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe răng phố hòa một niềm tin gieo ca ô. Từ nơi đảo xa mênh mông sông về nơi đồi cao bay mây trắng một vòng tay nối tròn Việt Nam. Bao la đất trời quê sẽ tay đón nắng mai tươi trong mắt. Bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự
Ngày hôm nay ta cùng hồng hoan nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Ngay tại đây, trong không khí hân hoan chúc mừng ICT tròn 25 tuổi và cũng là để thay cho lời kết của chương trình văn nghệ đặc biệt này, chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng vỗ tay và hát cùng chúng tôi ca khúc Khúc hát mừng sinh nhật, sáng tác Phan Đình Tùng. Ladies and gentlemen, in the joyful atmosphere of celebrating ICT's 25th birthday, to conclude today's ceremony event, we respectfully all of you to applaud and sing along with us the song Happy Birthday, composed by Phan Đình Tùng, to celebrate ICT. Beautiful now, we're beautiful.
song ca ca.